Hoa Vũ mới nhà người đêm. Em biết chị là một dân tộc thiểu số. Em không nhớ, hình như chắc là thi họ Next Model à? Cho Next Model ấy. Cô ấy là người AD, cao 1m72. À, em biết ạ. Đây là thờ NDA ạ. À, chị Hen Nie, một cô gái dân tộc AD. Tóc ngắn. Sao mà kiểu đen đen em vẫn tượng nhất một cái da đen đấy. Xinh. Cô xinh kiểu khỏe khoắn đấy. Anh mẽ, tự tin. Rất thích mái tóc và body của chị đấy. Đẹp. Độc đáo, kiểu phong cách tomboy, mạnh mẽ, khác hẳn với những hoa hậu trước đây mình biết. Em thấy mọi người thì thường đề cập rất nhiều về cái màu da của chị ấy, nhưng mà em thấy cái màu da của chị ấy làm cho chị ấy có một cái nét đẹp rất là lạ. Và em rất thích cái nét đẹp của chị ấy ạ. Em thấy cô có một vẻ đẹp rất là đặc biệt và nó sắc sảo và nó không dễ lẫn với cả những cái vẻ đẹp trước đấy ạ. Danh hiệu hoa hậu Vũ thuộc về Hrenia là xứng đáng. Nó đánh giá qua nhiều tiêu chí thì em nghĩ là cô ấy đủ. Phỏng vấn rất là hay, với cả cách nói chị nói hay, chắc là được làm hoa hậu Hoàn Vũ. Còn đâu là cái nhan sắc của một chị, em nghĩ nếu mà những người nào thi hoa hậu Hoàn Vũ thì có xinh hơn chị nhiều ấy. Là em nghĩ kiểu xinh kiểu hoa hậu Hoàn Vũ kiểu vẻ đẹp quý phái kiểu sang ấy. Còn đâu chị không được sang lắm, chắc là có cộng điểm vùng miền. Thực ra cá nhân em thì không quan tâm nhiều lắm đến những cuộc thi sắc đẹp ạ, vì em thấy nó khá là phản nữ quyền ấy ạ. Em không thích cái việc mà người ta bình phẩm và người ta chọn lựa về nhan sắc là ai đẹp ai xấu, hay là người ta cho một cái tiêu chuẩn nào đấy về vẻ đẹp của mình. Có lẽ là trong cái định kiến của mọi người là một người hoa hậu là phải tóc dài, da một lượng nước da trắng chẳng hạn, hoặc là có những cái nét trông nó rất là dịu dàng. Còn ngược lại thì trông Nie có vẻ hơi cá tính. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn kỹ thì mình vẫn thấy cô ấy có những nét là của Việt Nam. Hoa hậu Hoàn Vũ thì sau này mình cô hậu này còn có những hình ảnh trên thế giới nữa. Mình không nào mình sẽ ép được cái hình ảnh truyền thống của mình vào được. Nét đẹp truyền thống thì nào? Mình có vẻ đẹp riêng, đầu quần hơi là đều ấy. Đó không phải là da đen mà là xấu, mà đó là phong cách riêng, nét riêng đẹp của chị ấy. Chị ấy có phù hợp hay không? Có thì phải đợi thời gian trả lời tất cả.